Chào mừng các bạn trở lại với video review sản phẩm của kênh điện tử DT. Ở video này mình sẽ review về cảm biến mặt cản hồng ngoại E3F DS30C4. Cảm biến dùng ánh sáng hồng ngoại để xác định khoảng cách tới mặt cản, cho độ phản hồi nhanh và rất ít nhiễu do sử dụng mắt nhận và phát tia hồng ngoại theo tần số riêng biệt. Cảm biến có thể chỉnh khoảng cách báo mong muốn thông qua biến trở. Cảm biến được sử dụng với nhiều ứng dụng như robot tránh đặt cản, báo trộm, mô hình cửa tự động, điểm sản phẩm, vòi cảm ứng tự động, bộ sát khuẩn tự động, bộ rót rượu tự động. Hiện tại sản phẩm đang được bán trên website điện tử dt.com. Từ trình duyệt các bạn truy cập điện tử dt.com, tìm kiếm với từ khóa DS30C4, sau đó xem chi tiết. Hiện tại điện tử DT cũng có rất nhiều sản phẩm liên quan đến cảm biến hồng ngoại. Các bạn có thể truy cập đường dẫn ở dưới phần mô tả video để xem chi tiết và đặt hàng. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về thông số kỹ thuật của cảm biến hồng ngoại này. Cảm biến sẽ sử dụng điện áp từ 10V cho đến 30V DC. Khoảng cách phát hiện vật cản có thể tùy chỉnh bằng biến trở là từ 10 cho đến 30cm. Dòng kích ngỡ ra là 200mA ở dạng cực khu hở NPN. Cảm biến sẽ có 3 đầu dây. Dây nâu là mình sẽ cấp điện vô, và dây xanh là mình sẽ cấp điện âm, và dây đen là dây tín hiệu ngõ ra. Và bây giờ mình sẽ cấp nguồn và test thử cho các bạn xem. Ở đây cảm biến sẽ sử dụng điện áp từ 10 cho đến 30V. Và bây giờ mình sẽ thử cấp điện 12V cho cảm biến. Mình sẽ cấp 12V dương vào dây nâu và âm vào dây xanh. Và mình sẽ sử dụng đồng hồ đo điện áp DC để đo tín hiệu đầu ra cho các bạn xem. Và ở trạng thái không có vật cản, cảm biến sẽ xuất ra một tín hiệu điện áp là 12V. Và khi phát hiện vật cản, cảm biến sẽ xuất ra một tín hiệu ở mức hấp sắp xỉ là 0V, như đây là 0,6V. Và bây giờ mình thử cấp nguồn 24V cho cảm biến. Và cũng như vậy, ở trạng thái không phát hiện vật cản thì cảm biến sẽ xuất ra một tín hiệu là 24V. Và khi phát hiện vật cản, cảm biến sẽ xuất ra tín hiệu ở trạng thái mức hấp sắp xỉ là 0V, ở đây là 0,7V. Như vậy, tùy thuộc vào điện áp mà chúng ta cấp cho cảm biến là từ 10 cho đến 30V DC thì ở trạng thái thông thường, cảm biến sẽ xuất ra một tín hiệu ở mức cao gần bằng với điện áp mà chúng ta cấp cho cảm biến. Và tiếp theo mình sẽ kết hợp cảm biến với một số modem để tạo ra bộ sát khuẩn rửa tay tự động hoặc rót rượu tự động. Và mình sẽ kết hợp với một modem relay kích 12V và một modem ngắt trễ. Hiện tại điện tử DT cũng có nhiều loại modem ngắt trễ sử dụng điện áp 12V DC. Và tất cả sản phẩm mình sẽ để ở dưới phần mô tả video, các bạn truy cập để xem chi tiết. Ở đây mình sẽ sử dụng một modem ngắt trễ để làm ví dụ cho các bạn xem. Và mình sẽ sử dụng bơm 12V DC. Và bây giờ mình sẽ lắp theo sơ đồ ở phía trên màn hình. Và ở đây các bạn cần lưu ý, ở trên mạch kích relay có một zoom, chúng ta chuyển zoom này sang chữ L là kích ở mức hấp. Và sau khi lắp theo sơ đồ vừa rồi thì bây giờ mình cấp nguồn cho mạch. Khi cảm biến phát hiện tại chúng ta, cảm biến sẽ xuất ra một tín hiệu ở mức hấp để kích modem relay. Sau đó modem ngắt trễ sẽ đóng relay để bơm hoạt động. Và sau một khoảng thời gian tùy theo chúng ta điều chỉnh, modem ngắt trễ sẽ ngắt relay để tắt bơm. Và chúng ta có thể điều chỉnh thời gian bơm này bằng chiếc app có trên modem ngắt trễ. Và bộ này còn có ưu điểm là trong khoảng thời gian bơm, nếu chúng ta tình cờ rút tay ra thì bơm cũng sẽ ngừng hoạt động để tránh lãng phí dung dịch bơm. Và video review về cảm biến mặt cản hồng ngoại E3F DS30C4 của điện tử DT đến đây là hết. Các bạn có bất cứ thắc mắc gì hãy để lại bình luận ở dưới phần mô tả video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để nhận được thông báo khi mình đăng video mới. Cảm ơn các bạn.